Bơm tinh trùng IUI là thủ thuật thụ tinh nhân tạo, giúp một người phụ nữ có thể mang thai. Bơm tinh trùng được thực hiện khi một người phụ nữ khó mang thai, còn gọi là sinh sản kém, hay khi cô ấy muốn có con mà không cần đàn ông. Trước khi thực hiện bơm tinh trùng, người nữ sẽ được trích hormone kích thích nhiều trứng phát triển và trưởng thành. Tinh trùng của người nam sẽ được tách khỏi tinh dịch, gọi là quá trình rửa tinh trùng, nhằm tập trung số lượng tinh trùng, loại bỏ tạp chất và các hormone có thể cản trở tử cung. Nếu người nam hoàn toàn vô tinh hay người nữ không có người nam đi cùng, tinh trùng đã được hiến tặng và cấp đông sẽ được đem ra sử dụng. Video được thực hiện bởi ihope.vn. Buồng trứng được theo dõi chặt chẽ để tinh trùng được bơm vào ngay trước hoặc ngay sau khi trứng rụng để quá trình thụ tinh diễn ra thuận lợi. Khi thực hiện, người nữ sẽ nằm trên bàn thao tác. Tiếp theo, một dụng cụ gọi là mỏ vỉ được đưa vào âm đạo để bác sĩ có thể thấy cổ tử cung. Một xi lanh với lượng nhỏ dung dịch chứa các tinh trùng đã được rửa. Sau đó xi lanh được gắn với một ống thông dài và mỏng. Ống thông sau đó được đưa vào âm đạo. Đầu của ống thông đi theo âm đạo đang mở ra và tiến vào tử cung. Khi ống đã ở bên trong tử cung, tinh trùng được đẩy ra ngoài. Sau đó, ống thông và mỏ vịt được lấy ra. Người phụ nữ có thể tiếp tục nằm nghỉ khoảng 10 phút.